Tập 36, chương 93, thiếu chút nữa là bị vạch trần. Phó Nhiễm cho là mình thành hữu chỉ là hỏi như vậy, cô đem chiếc đĩa đựng xà kỳ mã đặt ở bên cạnh. Đúng, lúc trước công việc không nhiều lắm nên em để họ đi, nhưng về sau lại ký hợp đồng với MR, em lại tìm họ trở lại. Mình thành hữu như suy nghĩ điều gì đó gật đầu. Anh cũng đã thấy thực lực của FU không tầm thường đi, và lại quan hệ của họ với em tương đối tốt. Tốt đến có thể tùy ý ra vào phòng làm việc của em. Đúng. Phó Nhiễm kéo chiếc ghế ngồi vào bên cạnh Minh Thành Hữu, cô khẽ nhíu mày. Sao đột nhiên lại nói như vậy? Không có gì. Minh Thành Hữu tìm bài hát tiếng Anh làm nhạc nền. Anh đi qua phòng làm việc của em, đã gặp họ ra ra vào vào. Hắn lại nói sang chuyện khác. FU có nghĩa là phó phải không? Ừ, đi đường đầy biển hiệu tên tiếng Anh, em cũng muốn đi theo trào lưu thôi nha. FU có nhiều nghĩa. Ban đầu tại sao không phải là UFO chứ? Minh Thành Hữu chế nhạo, cô trừng mắt nhìn hắn. Tại sao công ty của anh không gọi là UFO? Minh Thành Hữu cười kéo tay của cô. MR, chẳng lẽ ý nghĩa bên trong còn chưa đủ sao? MR, Phó Nhiễm nhẩm nhẩm trong miệng, lúc cô mới nghe lại chưa bao giờ suy nghĩ đến. Hôm nay, nhờ hắn nhắc nhở mới bừng tỉnh hiểu ra. Minh Nhiễm, họ của anh, tên của em. Lúc mới bắt đầu đổi tên, Vũ Ứng Nhụy lại là người có phản ứng đầu tiên. Cô mừng rỡ kéo cánh tay Minh Thành Hữu. MR, Minh Nhụy sao? Thành Hữu, em thích này. Trong lòng Minh Thành Hữu hoảng hốt, dự tính ban đầu của hắn sẽ là không có mấy người có thể nghĩ tới điều đó. Giống như Phó Nhiễm, hắn nhắc nhở cô mới có thể nghĩ tới ý nghĩa kia. Phó Nhiễm dựa vào bên cạnh Minh Thành Hữu. MR, thì ra là còn có ý nghĩa như vậy. Hắn giang tay ôm hai vai Phó Nhiễm. Lúc trước đã là như vậy, có mắt em đặt trên đỉnh đầu à? Minh Thành Hữu lướt nhìn thời gian, dù sao cũng là nửa đêm, lại không danh chính ngôn thuận giống như trước kia. Ở trong phòng lâu cũng không tốt, Phó Nhiễm cũng không giữ lại, đưa hắn xuống lầu. Phó Thục Đình vẫn còn đang xem TV. Phạm Nhàn đã không thức nổi, dựa vào bả vai Phó Thục Đình ngủ gật. Trên người khoác một chiếc áo khoác ngoài, Phó Nhiễm mỉm cười, kéo Minh Thành Hữu đi thẳng ra ngoài. Đợi lát nữa em sẽ nói một tiếng với bọn họ, lúc này chúng ta đừng tới quấy rầy. Ánh mắt Minh Thành Hữu xuyên qua phòng khách, rơi vào hai người đang ngồi bên nhau, khó tránh khỏi buồn rầu trong lòng. Phó Nhiễm và hắn cùng nhau đi ra cửa chính phó gia. Minh Thành Hữu bắt đầu khởi động xe rời đi. Phó Nhiễm giơ tay lên gõ gõ cửa sổ xe. Hắn từ từ hạ cửa sổ xe xuống, lộ ra cái mũi thẳng trên gương mặt anh Tuấn. Minh Thành Hữu lệ ánh mắt hỏi. Phó Nhiễm khom lưng. Thành Hữu, chớ trở về cùng chung cảnh Hào Đình, tới nhà mẹ anh đi, gần sang năm mới đừng để trong nhà quá vắng vẻ. Ánh mắt Minh Thành Hữu lướt qua một bên gò má Phó Nhiễm. Trong đầu bất ngờ tới nhớ đến lúc phó ra, hắn kéo tay Phó Nhiễm đến bên khóe miệng khẽ hôn, tiếng động tức cười. Được, anh biết rồi. Phó Nhiễm xòe năm ngón tay đàn vào tay hắn. Trở về đi thôi, lái xe trên đường cẩn thận. Minh Thành Hữu nhìn bóng dáng Phó Nhiễm ở trong kính chiếu hậu từ từ biến thành một chấm đen, cho đến khi biến mất không nhìn thấy gì nữa. Hắn đạp chân ga, tiếng gầm rú của chiếc xe thể thao phá tan sự im lặng vắng vẻ của màn đêm. Hắn trở lại Minh gia rất nhanh. Minh Thành Hữu mở cửa chính ra đi vào, ánh đèn trong vườn như ngăn cách màn đêm bên ngoài làm người ta sợ hãi. Hắn mơ hồ thấy bên trong phòng khách có ánh sáng lóe lên. Minh Thành Hữu đi tới, chiếc tivi lớn bên trong phòng khách vẫn đang mở, âm thanh rất vang, giống như muốn mượn tiếng động lớn xua tan không khí lạnh lẽo này mà lẽ ra phải rất náo nhiệt như bao gia đình khác trong lễ mừng năm mới. Lý Vận Linh ngồi trên ghế salon, nửa người trên nghiêng lệch sang một bên, có lẽ là đã ngủ thiếp đi. Minh Thành Hữu đi tới rất khẽ, cầm tấm thảm mỏng bên cạnh đặt vào trên đầu gối của bà.
Đột nhiên, Lý Vận Linh mở mắt, đưa tay nắm được cổ tay Minh Thành Hữu. Có thể là đang mơ ngủ, vẻ mặt mơ màng, không nói lên lời. Đợi sau khi nhìn thấy người trước mặt rõ ràng, bàn tay đang nắm chặt, lúc này mới từ từ buông ra. Thành Hữu, không phải con nói là sẽ về chung cảnh Hào Đình sao? Mẹ, sao trong nhà lại chỉ có một mình mẹ? Lý Vận Linh giơ tay lên vuốt xem búi tóc có rối hay không. Mỗi khi đến lễ mừng năm mới đều là một mình ta. Tiêu Quản gia cùng các người giúp việc khác cũng muốn về nhà. Minh Vành kia tính tình bay nhảy như đứa nhỏ, xem chừng lại cùng bạn bè đi chơi rồi. Hiện tại cha con cũng đi rồi. Minh Thành Hữu ngồi vào bên cạnh Lý Vận Linh, cầm lấy chiếc điều khiển TV điều chỉnh âm thanh nhỏ đi. Mẹ, thật xin lỗi, mấy năm nay con ở bên ngoài lại bỏ mẹ, quên cảm giác, quên cảm nhận của mẹ. Lý Vận Linh vỗ nhẹ bù bàn tay con trai. Hôm nay nhìn thấy con có thể trở lại như ngày xưa, còn có điều gì có thể làm ta vui mừng hơn đây? Thành Hữu, con là đứa con trai quang minh chính đại của Minh gia ta, hy vọng đời này của mẹ đều đặt cả vào con. Con khỏe, ta mới có thể tốt được. Minh Thành Hữu đưa tay kéo Lý Vận Linh lại gần. Mẹ, mẹ hận cha sao? Mãi lâu sau, Lý Vận Linh vẫn không mở miệng. Ánh mắt Minh Thành Hữu lướt nhanh về phía tấm hình của Minh Vân Phong bày trên giá sách. Lý Vận Linh thở dài. Có gì mà hận hay không chứ? Rốt cuộc là yêu quá nhiều hận một chút hay là hận quá nhiều yêu một chút, chính bà cũng không thể phân chia rõ ràng. Dù sao, hai mươi mấy năm đã qua, ông ấy thật lòng thương yêu nâng niu con trong lòng bàn tay. Thành Hữu, về điểm này ta rất vui mừng, bởi vì con là con trai của ta. Nhưng nếu nói không oán không trách, vậy cũng là giả. Lý Vận Linh chỉ có lý do duy nhất có thể tự thuyết phục mình. Chỉ có lý do này, đứa con Minh Vân Phong yêu nhất, mãi mãi là con trai của bà. Mẹ! Thành Hữu, con ở lại hay trở về? Lý Vận Linh kéo cái mền đang đắp trên đầu gối ra, chuẩn bị đứng dậy. Không, mấy ngày này con sẽ ở nhà cùng mẹ. Minh Thành Hữu đợi Lý Vận Linh đứng dậy, hắn đi tới mở đèn, sau đó tắt tivi. Hai mẹ con đi qua trước kệ sách, cả hai nhìn về phía tấm hình của Minh Vân Phong. Lý Vận Linh dừng bước. Thành Hữu, ta biết rõ trong lòng con vẫn có oán trách, chuyện gì chúc đừng trách cha con, chuyện này nhất định là lão đại gây ra. Sau khi Minh Vân Phong qua đời, Lý Vận Linh hết lần này tới lần khác hướng Minh Thành Hữu nhấn mạnh, mọi chuyện đều không liên quan tới Minh Vân Phong, muốn trách thì trách Minh Tranh. Minh Thành Hữu đỡ bà lên lầu, chuẩn bị cho bà một ly sữa nóng. Sau khi thấy Lý Vận Linh đã ngủ, hắn đắp lại góc chăn cho bà, sau đó đứng ở bên giường. Đầu chỉ riêng Triệu Lan, hai năm qua Lý Vận Linh lại có chỗ nào tốt hơn chứ? Trước kia, Minh Vân Phong chưa bao giờ thừa nhận thân phận con riêng của Minh Tranh với bên ngoài. Trong nhà còn có người con nuôi Minh Vanh, cho nên bên ngoài đối với Minh Tranh nhiều nhất cũng chỉ là có suy đoán mà thôi. Cho đến lúc ở lễ truy điệu của Minh Vân Phong, Minh Tranh công khai mang theo Triệu Lan đến thăm viếng, lúc này sự thật mới được coi là bạch trần. Hai năm qua, Lý Vận Linh không ngoài ra xã giao mang danh nghĩa là tu thân tịnh dưỡng tính, thật ra chỉ là đang tránh né áp lực dư luận. Sinh ra ở danh gia vọng tộc, điều lo lắng nhất không phải là danh dự bị tổn thương sao? Mấy ngày lễ mừng năm mới, Minh Thành Hữu vẫn ở nhà cùng Lý Vận Linh. Minh Vành tới đây rất ít, Vương Ứng Nhụy đã tới từ hai ngày trước nên cũng theo ý của Minh Thành Hữu không Minh ra nữa. Ngày đầu năm mới lại có thời gian rảnh rỗi, Minh Thành Hữu tới Phó gia đón Phó Nhiễm. Tối hôm qua đã nói với chú Thím Vưu là hôm nay sẽ tới. Phó Nhiễm ôm quà tặng đã chuẩn bị cho Vưu Dữ lên xe. Mới đến tiểu khu, từ xa đã nhìn thấy Vưu Dữ mặc chiếc áo lông dài tới đầu gối, vừa dậm chân vừa để tay ở trên môi, hà hơi giống như đang đợi bọn họ. Thấy xe của Minh Thành Hữu, Vưu Dữ vui sướng ngoắt. Này chứ, tìm chiếc xe kế tiếp chạy 100 km, nhanh như tên bắn, giống như trong quảng cáo nữa. Phó Nhiễm mở cửa xe, cô cùng Vưu Dữ đi vào chỗ ngồi phía sau xe. Chúng ta cũng không phải là không biết đường, sao lại còn ra đón?
Em chờ không nổi. Vừa giữ đưa tay nắm lấy thành ghế nhoài người lên phía trước. Anh rẻ. Tiếng xưng hô này vang dội vô cùng, sức mạnh tràn đầy. Mình Thành Hữu lấy túi quà đã chuẩn bị từ trước đưa cho cô. Năm mới vui vẻ ạ. Cảm ơn anh rẻ. Chú thím bận rộn nấu ăn, thím bảo chú đi ra ngoài tiếp đón. Bên trong phòng khách nhỏ đầy náo nhiệt, trên khay trà bày ra các loại trái cây hạt dưa. Phó Nhiễm đem từng hộp quà sách vào trong phòng của chú thím. Tiểu Nhiễm, các con tới đây là được rồi, còn mang nhiều đồ như vậy. Mỗi lần tới cũng làm cho bọn họ tốn kém, nhưng cô chú thật sự rất ngại. Ông lấy ra từ bên trong tủ hai bát hộp quà tặng hạng sang. Chỗ này là lá trà, trong đơn vị ta phát, lát nữa hai đứa mang về. Mình Thành Hữu liếc nhìn. Đơn vị của chú còn có phúc lợi tốt như vậy. Đúng, đúng. Phó Nhiễm đập vào mu bàn tay của Minh Thành Hữu, nhìn một cái cũng biết là chú cố ý đi mua, cố ý bảo Minh Thành Hữu đừng nói toạc ra. Cảm ơn chú. Sau khi ăn xong thì bưng mấy ly trà tới đây, cho Phó Nhiễm cùng Vưu Dữ mỗi người một ly trà hương bưởi mật ong tự pha. Trong phòng khách gần chỗ ra ban công có bày một chiếc bàn. Chú đề nghị chơi mặt trược. Sau giữa trưa ánh mặt trời hắt vào, Phó Nhiễm từ chối nói không. Mình Thành Hữu ở bên dạy cho cô. Chú thím thấy hào hứng bừng bừng, cô cũng không muốn làm mất hứng của họ. Vừa giữ mang ghế đến ngồi ngoài xem. Bốn người ngoại trừ Phó Nhiễm ra đều là các cao thủ, tự nhiên vừa giữ phải làm hậu thuẫn kiên cường cho cô. Mình Thành Hữu ở trên cửa Phó Nhiễm, cô lại là thế bài chậm nhất. May mắn là lần tiếp cục trưởng Tống bọn họ đã đánh qua nên có biết chút một quy tắc. Chỉ là phản ứng không nhanh bằng cao thủ cũng thường xuyên bị sai bài. Vừa giữ mưa dầm thấm đất nhưng không chơi nên tài nghệ cũng giống như nhau. Mình Thành Hữu lại gần nhìn bài của Phó Nhiễm, cô đưa tay đẩy hắn ra. Làm gì vậy? Anh giữ giúp em. Không được, muốn chơi thì... Phó Nhiễm đụng khỉu tay vào Minh Thành Hữu, ý bảo hắn ngồi về chỗ của mình đợi. Đến lượt anh xuất bài rồi. Đi đi, cô đang vùng lên thì ai cũng phải đứng sang một bên. Phó Nhiễm do dự chần chừ đánh ra đống cá số 2. Xong rồi. Thí mừng phấn đem bài xếp chồng chất chỉnh tề đẩy về phía trước. Ai u, bài này chính là lúc mẹ đang cần. Vừa giữ không khỏi tiếc nuối cất cao giọng. Chúng ta sẽ chờ ầm thầm vào ván bài tới là có thể xong rồi. Mẹ thật là có thể chọn thời cơ. Đó là đương nhiên. Thím đắc ý uống chút nước. Giờ phút này không ra tay thì đợi đến bao giờ nữa. Mình Thành Hữu ngồi ở bên cạnh không lên tiếng. Mấy ván sau Phó Nhiễm ra bài đều làm cho người khác xong bài. Thật sự Mình Thành Hữu không nhìn được. Ánh mắt anh cứ ngó ngó sang, tự xem bài của mình trước khi đánh, rõ xem có thể chạy tới tay người khác hay không. Đương nhiên là anh nghĩ cái nào nên đánh, cái nào không. Mình Thành Hữu chỉ một con bài mình vừa đánh. Anh vừa đánh một cái, chú lần lượt đánh ra hai cái. Nếu trong tay em mà cũng con mà nói, tỷ lệ loại bài này chưa đến tương đối nhỏ, hiểu không? Phó Nhiễm gật đầu như hiểu, như không. Rốt cuộc hiểu chưa? Đã hiểu, đã hiểu. Phó Nhiễm xếp bài, sờ bài. Mình Thành Hữu lại tới bên cạnh. Ngược lại cô không đẩy hắn ra nữa. Mấy vòng sau Mình Thành Hữu đánh ra tờ 5 đồng. Phó Nhiễm thầm nghĩ trong lòng mình thiếu bài. Vừa nhìn thấy 5 đồng, mắt liền tỏa sáng, kích động để bài trong tay. Xong rồi, xong rồi. Đẩy mấy lần mới đẩy ngã hoàn toàn, cô đưa tay cầm lấy bài Mình Thành Hữu vừa đánh ra. 4 đồng, 6 đồng, vừa đúng thiếu cá 5 đồng, đúng không? Chú thím lại gần nhìn. Đúng là xong rồi. Vừa giữ đang cầm trà mật ong ở bên cạnh gật gà gật gù đắc ý. Chị, ngay cả chị cũng đừng muốn thắng tiền của anh rẻ. Hai người là cá trong một nồi, hiểu không? Lấy thực lực của chị ra lấy hết ví tiền của cha mẹ em mới là thật. Con nhóc này, uổng công ta nuôi con lớn rồi.
Phó Nhiễm lấy ra một tờ 5 đồng bên trong rất tiền của Minh Thành Hữu. Minh Thành Hữu nở nụ cười. Nhìn điểm này, có triển. Trong ánh mắt, từ đầu tới cuối là cương triều. Phó Nhiễm thắng lần đầu tiên, nhưng sao có thể tiếp tục thắng các ván khác. Nhưng cô vẫn hết sức phát huy một câu nói. Của anh chính là của em thì vẫn là của em. Ai cũng có thể nhận ra được là Minh Thành Hữu cố ý cho cô. Mặt trược chơi một vài lần lại dễ dàng nghiện. Phó Nhiễm dựa theo Minh Thành Hữu dạy cô, buổi chiều cũng dễ dàng xong được mấy ván bài. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại đặt ở trong túi quần vang lên, phá vỡ không khí yên tĩnh của buổi chiều. Sắc mặt Minh Thành Hữu khẽ thay đổi, nhưng lại không nhận ra. Ai vậy? Phó Nhiễm không chút để ý hỏi. Chú Thím cũng đưa mắt hướng Minh Thành Hữu, hắn đè nén sự tức giận, sờ lá bài. Một kiểu quấy rầy chào mua điện thoại, gọi tới đều là tiếng chuông này. Bán điện thoại rất là phiền, hai ngày trước còn có người hỏi trong nhà ta có muốn mua bảo hiểm. Chú vừa đánh bài, vừa nói. Phó Nhiễm không để ý tới, tập trung sự chú ý trên bài của mình. Trước khi ra khỏi cửa, Vương Nhị tìm chiếc khăn quàng cổ lớn cùng chiếc áo khoác rộng khoác lên người. Cô nhìn điện thoại di động chằm chằm một hồi lâu, hiển nhiên là Minh Thành Hữu không có ý muốn nhận điện thoại của cô. Cô bước ra khỏi tiểu khu, đưa tay cản xe taxi ở ngoài cửa ngõ. Mấy ngày trước, Minh Thành Hữu có nói, sau này cô mà muốn tới Trung Cảnh Hào Đình thì đừng lái xe. Truyền thông vẫn có thói quen nhằm ngó hắn, không buông tha như trước. Đối với cuộc sống riêng của hắn, càng hận không thể dò xét đến cùng. Tiểu thư, xin hỏi cô đi đâu? Trung Cảnh Hào Đình. Vừa ứng nhịn mặc vào chiếc áo khoác dài tới mắt cá chân. Sau khi đến nơi, cô mang cái mũ ở trong xe xong, một chiếc khăn quàng cổ bao trùm hết mặt mũi, cô đi tới chiếc cổng biệt thự, bắt đầu nhấn chuông cửa. Một hồi lâu sau không thấy động tĩnh, cô móc chìa khóa mở cửa đi ra vào. Đúng lúc đó, cô nghe thấy được một chuỗi tiếng bước chân từ xa đến gần. Vừa ứng nhị quay đầu lại, nhìn thấy không có ít người xông về phía cô, có người cầm camera, cũng có người giơ microphone lên. Nhìn đi, ở đó. Vừa ứng nhị muốn rời đi cũng không còn kịp, cô cuống quýt đóng cửa lại, giống như chạy trốn vào biệt thự. Ánh mặt trời chiếu ánh nắng ấm áp vào trong phòng khách của Vu gia. Phó Nhiễm quay lưng ra ban công, trên vai tràn đầy ánh vàng. Vẻ mặt cô tập trung, khóe miệng hơi nhếch lên, đang nghĩ xem nên ra bài như thế nào. Lông mi dày chỉ chuốt một lớp mascara, đen như trước khi ra khỏi nhà, cong tự nhiên. Minh Thành Hữu tới gần. Em cần bài gì? Phó Nhiễm sao lại không biết, hắn luôn cố ý để bài cho cô. Chân cô ở dưới bàn đá qua. Nghiêm túc một chút, đừng coi thường khả năng của em. Ai u, vừ giữ lên tiếng. Chị cùng anh rẻ liếc mắt đưa tình còn chưa tính, nhưng chị lại đạp vào chân của em. Phó Nhiễm đỏ mặt. Thật xin lỗi vừ giữ. Minh Thành Hữu nhón chân lên, đưa ra một tờ hồng ở bên trong. Có muốn không? Phó Nhiễm mới vừa nói muốn thể hiện thực lực của mình, lúc này tuyệt đối không thể buông đao đầu hàng, vẫn đánh mặt trược tới lúc mặt trời lặn ở phía tây mới kết thúc. Thím để chú ở lại dọn dẹp, vừa đi vừa đeo tạp dề vào phòng bếp chuẩn bị ăn cơm tối. Phó Nhiễm đem 10 đồng đánh thắng giao cho Minh Thành Hữu. Cầm đi, đây là thành quả một buổi chiều của em. Cô đẩy Vũ Dữ đi vào phòng. Minh Thành Hữu ở lại phòng khách giúp chú thu lại mặt trược. Phó Nhiễm ngắm nhìn phòng của Vũ Dữ, chăn gấp đặt gọn gàng, đệm giường sạch sẽ làm cho người ta thấy tâm tình thật tốt. Vũ Dữ, gần đây Lý Sâm không còn tới tìm em chứ? Không có. Sắc mặt Vũ Dữ có chút do dự. Đầu tiên là tới một lần, hai lần, nhưng em nói vì điều gì đi chăng nữa cũng không muốn nhìn thấy hắn. Có thể hắn không kiên nhẫn nữa. Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu ăn cơm tối xong mới rời khỏi Vu gia. Minh Thành Hữu đưa cô về tới cửa, ánh mắt Phó Nhiễm có chút mệt mỏi. Mau trở về nghỉ ngơi đi, hôm nay huyên náo cả một buổi chiều thật mệt mỏi. Cô thấy Minh Thành Hữu lái xe đi ra ngoài, lúc này mới đi vào bên trong biệt thự.
Xe chạy được khoảng gần 100m, Minh Thành Hiễu lấy di động ra định gọi đi, nhưng có cuộc gọi tới lần nữa chỉ khiến màn hình di động sáng lên. Hắn nghe máy không chút do dự. Alo, Ứng Nhụy. Thành Hữu, anh đang ở đâu? Mau trở lại đi. Giọng nói của Vừa Ứng Nhụy hoảng loạn, lời nói không mạch lạc. Em ở trung cảnh Hào Đình, em không biết có phải bị người ta theo dõi hay không. Bên ngoài có rất nhiều ký giả, làm thế nào bây giờ? Em ở trong nhà đừng đi ra, anh sẽ đến liền. Minh Thành Hữu tắt máy, tiện tay ném di động qua ghế phụ. Xe tăng tốc nhanh như chớp, nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Nhân viên an ninh tới trước cửa trung cảnh Hào Đình, tới bộ đuổi đám ký giả đang hỗn loạn. Xe của Minh Thành Hữu đi qua hệ thống tự cảm động ứng, tiến vào cửa chính, có ký giả bên ngoài la ầm ĩ lên. Tam Thiếu, xin hỏi người mới vừa tiến vào trong nhà anh là ai? Bạn gái của anh sao? Nhưng anh vẫn tuyên bố với bên ngoài, vẫn chưa có tình yêu mới. Bàn tay Minh Thành Hữu dùng sức đánh tay lái, hắn đi vào phía trong sau biệt thự, ở tầng dưới cùng tìm một vòng lại không hề thấy bóng dáng của Vừa Ứng Nhụy. Minh Thành Hữu đi lên lầu, sắc mặt xám xịt. Vừa Ứng Nhụy nghe thấy tiếng bước chân đi từ phòng ngủ. Thành Hữu, cuối cùng của anh cũng về. Có chuyện gì xảy ra? Vừa Ứng Nhụy mặc áo đầm đi theo sau Minh Thành Hữu. Hắn đi tới chiếc cửa sổ sát đất, bàn tay tách rèm cửa sổ ra. Hai con người lạnh lẽo nhìn về cửa chính. Cô đứng im tại chỗ giữa phòng ngủ. Em cũng không biết. Em nhận được tin nhắn bảo em tới trung cảnh Hào Đình. Mặc dù có hoài nghi nhưng gọi điện thoại cho anh lại không nghe máy. Em lo lắng là có chuyện, nghĩ là sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Em không nghĩ tới là có nhiều ký giả canh giữ ở đây như vậy. Tin nhắn. Hai đầu chân mày Minh Thành Hữu nhíu chặt, đôi mắt lạnh lùng mơ hồ dần chuyển sang thịnh nộ. Hắn chìa tay ra. Đưa di động cho anh. Vừa Ứng Nhụy vội vàng tìm di động trong túi ra, tìm tin nhắn vừa rồi đưa cho Minh Thành Hữu. Nội dung tin nhắn đơn giản. Nhanh tới trung cảnh Hào Đình, có chuyện không thể tưởng tượng đang xảy ra, bỏ qua đừng hối hận. Không có ký tên, số di động xa lạ. Minh Thành Hữu vung tay lên, cầm di động rơi lên trước mặt Vừa Ứng Nhụy. Em cho rằng sẽ có chuyện gì không thể tưởng tượng được, anh lên giường với Phó Nhiễm sao? Hai mắt Vừa Ứng Nhụy đỏ bừng. Không phải, em lo lắng cho anh nên... Minh Thành Hữu ném di động của cô ra ngoài, đập vào trong ghế salon cách đó không xa. Ứng Nhụy, đi theo anh 2 năm, em nên là người biết rõ nhất. Lời nói thật khẳng định tốt sẽ hơn so với giấu giếm. Vừa Ứng Nhụy khẽ cắn môi dưới, ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông. Khoảng cách gần như thế, nhưng cô không thể nhìn tới đáy mắt của hắn. Thật xin lỗi, lúc đó em nhất thời nóng vội, là có ý nghĩ này. Minh Thành Hữu đứng khuất bóng, sắc mặt lại dịu đi một chút. Ánh mắt hắn nhìn đến áo khoác cùng khăn quàng cổ trên giường. Vừa Ứng Nhụy vội giải thích. Lúc ấy em đọc tin nhắn không thấy ký tên cũng có hoài nghi. Em bắt xe taxi tới đây, mặc áo khoác này và che mặt. Cho dù bọn họ có chụp được hình cũng không thể nhận ra em. Minh Thành Hữu bước tới bên cửa sổ lần nữa. Nhân viên an ninh đang xua đuổi, đám người từ từ tản đi. Nhưng bản lĩnh chó săn của những người trước giờ lại phi thường. Nếu bọn họ biết có phụ nữ đi vào trung cảnh Hào Đình, sao chịu bỏ qua tin tức lớn như vậy? Hắn khoanh tay trước ngực, đầu ngón tay gõ nhẹ cánh tay. Vừa Ứng Nhụy đứng bên cạnh không dám quấy rầy, cũng biết lúc này có bao nhiêu phiền toái. Minh Thành Hữu đi tới trước tủ rượu rót ly rượu. Vừa Ứng Nhụy im lặng, khom lưng dọn dẹp phòng cho hắn. Ánh mắt hắn nhìn trên bóng lưng bận rộn của Vừa Ứng Nhụy. Minh Thành Hữu suy nghĩ một lát, lấy di động ra nhấn một số điện thoại. Alo, Hướng Tử, tớ đang gặp một việc khó giải quyết. Thế này, cậu tìm thêm vài người tới đây, tốt nhất là không cần biết. Dĩ nhiên là phiền toái mới gọi cho cậu. Như vậy... Minh Thành Hữu nhỏ giọng thủ xếp, Vừa Ứng Nhụy giúp hắn sắp xếp tạp chí lại một chỗ. Cô giỏng hai lỗ tai lên, vừa lo lắng vừa buồn phiền trong lòng. Minh Thành Hữu mới cúp máy, Phó Nhiễm liền gọi tới.
Hắn coi như không có ai ở đây liền nghe máy. Alo, về đến nhà chưa? Phó Nhiễm mới tắm rửa xong, dùng khăn lông tàu tóc. Về nhà rồi. Mình Thành Hữu ngồi ở cạnh mép giường. Đừng lo lắng, không có gì. Cũng đã nói anh lái xe không thể uống rượu. Giọng nói bên kia như có trách móc. Uống chút rượu cũng không làm sao mà. Ánh mắt Minh Thành Hữu dịu xuống, ánh mắt lờ đãng ngẩng lên nhìn Vũ Nhị đang ngồi xổm dọn dẹp lại bàn trà. Tắm rồi đi, nhớ sấy tóc khô rồi hãy ngủ. Em biết rồi, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Minh Thành Hữu cúp điện thoại, nói với Vũ Nhị. Ngồi đi, đừng dọn dẹp nữa. Thành Hữu, thật xin lỗi. Minh Thành Hữu đứng lên. Em ở trong nhà đừng đi ra. Hướng Tử đang tìm người, sẽ đến ngay thôi. Nhân viên bảo vệ gọi điện thoại tới di động của hắn. Minh Thành Hữu nói, họ đều là bạn bè của tôi, cho bọn họ vào. Bên trong vườn truyền đến tiếng cười. Minh Thành Hữu đứng dậy đi tới ban công, thấy Hướng Tử vẫy tay với hắn. Hướng Tử cũng thật biết tìm. Bên trong chung cảnh hào đình đậu đầy xe sang trọng, không hề khoa trương khi nói có khoảng gần 100 người tiến vào. Hướng Tử kêu đám bạn đi vào đại sảnh. Hắn mang theo hai chiếc túi to đi lên lầu 2. Nhìn thấy Minh Thành Hữu, hắn đưa đồ trong tay cho Minh Thành Hữu. Tớ mang đồ cậu dặn tìm đến đây. Minh Thành Hữu đưa ngón tay chỉ vị ứng nhụy. Cho cô ấy. Hướng Tử xen ngang. Che giấu làm gì đấy? Tìm nơi vụng trộm còn bị người ta theo dõi. Chớ nói nhảm. Minh Thành Hữu lên tiếng ngắt lời Hướng Tử. Hắn cầm điện thoại của Vũ Nghị đưa cho Hướng Tử. Số điện thoại này điều tra cho tớ. Hơn phần nửa là số giấu tên, rất khó khăn. Vũ Nghị lấy y phục ra, thấy là một trang phục cổ trang, màu đỏ chót lạ thường, giống hệt như trong cửa hàng áo cưới. Hình dạng thì có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Còn có mái tóc giả xoăn cùng chiếc mũ. Đây là... Thay đi. Hướng Tử cũng không quay đầu lại. Lầu dưới đang có vũ hội hóa trang, nói không chừng là toàn hình dạng này đi qua đi lại đấy. Minh Thành Hữu ngồi vào chỗ của mình ở trên ghế sofa. Chứ đập phá nhà tớ là được rồi. Phá cũng là đáng đời cậu. Hướng Tử chế ngạo, móc ra điếu thuốc đưa cho Minh Thành Hữu. Hắn xua xua tay. Cậu bớt hút đi một chút, không tốt đối với thân thể. Ôi, bạn thần đổi tính. Vũ hội hóa trang này ầm ĩ đến quá nửa đêm. Đầu óc Minh Thành Hữu giật đùng đùng. Hướng Tử xuống dưới lầu, làm không khí thêm sôi động. Hắn tắt hết đèn đi, âm thanh đình tài nhức óc truyền ra từ bên trong. Minh Thành Hữu đem điện thoại đưa trả cho Vũ Nhụy. Tới đây, em cũng đừng tới nhà anh hay chung cảnh hào đình. Có chuyện muốn nói anh sẽ tìm em. Được. Vũ Nghị nhận lấy điện thoại di động, đầu ngón tay từ từ nắm chặt. Minh Thành Hữu mở cửa phòng ngủ ra, ý bảo cô đi ra ngoài. Vũ Nghị mỏ mẫm đi xuống lầu, mỗi một bước cũng lặng nề khác thường. Trong lòng đè nén tràn đầy uất ức, bàn tay cô nắm chặt cầu thang, thừa dịp liền bí mật đi vào trong đám người. Hướng Tử kêu mọi người đi rời đi, Vũ Nghị cũng đi theo ra khỏi chung cảnh hào đình. Vừa ra cửa chính, quả nhiên toàn bộ ký giả, ký phục kích ở trong bóng tối chạy ra. Cũng thật khó cho bọn họ là trời lạnh như vậy lại tới trúc trực ở đây đến hơn nửa đêm. Đèn flash lại không biết nên hướng về phía người nào. Từng người một mặc y phục tham gia vũ hội hóa trang. Trên mặt còn phối hợp chiếc mặt nạ. Các ký giả hoàn toàn bối rối, tìm tới tìm lui sao không thể nhìn thấy người phụ nữ mặc áo khoác lồng lúc nãy. Hướng Tử mở cửa xe ngồi vào chỗ phía sau. Vương Nghị cũng khom lưng đi vào. Từng chiếc xe hạng sang lái ra khỏi nhà rẽ theo mọi ngả. Có vài người ngay cả Hướng Tử cũng không quen biết. Cũng chính là bạn bè của bạn bè, hoặc là bạn bè của bạn bè, bạn bè. Tóm lại là quan hệ kéo dài. Hướng Tử đặt cánh tay ra ngoài cửa sổ, ngón giữa kẹp điếu thuốc. Hắn càng nghĩ càng không nhịn được bật cười. Tôi đã nói với cô, biện pháp như thế cũng chỉ có Tam Thiếu nghĩ ra. Mới vừa rồi, cô không nhìn thấy mặt của những ký giả kia, toàn bộ thành màu gan heo. Vũ Nghị lấy mặt nạ xuống, dường như không thấy hứng thú.
Cô nhìn bộ dạng của mình trong kính chiếu hậu giống như một diễn viên hài kịch, nhìn rất tức cười. Hướng Tử chú ý thấy cô có điều gì đó không đúng. Thế nào? Hướng Tử, anh là bạn từ nhỏ của Thành Hữu, chắc hiểu rõ anh ấy lắm phải không? Hướng Tử ra sức hút điếu thuốc, trong tay còn giữ lại nửa đoạn cho thuốc lá bắn ra. Đến khắp nơi đều vẩy ra tia lửa. Hắn đóng cửa sổ xe lại, ánh mắt sâu xa nhìn Vư Ứng Nhụy, thần sắc trên gương mặt hơi thay đổi. Cô muốn hỏi cái gì? Anh xem, anh ấy có yêu tôi không? Vư Ứng Nhụy trực tiếp hỏi, không chút quanh co lòng vòng. Ánh mắt Hướng Tử xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn cô chằm chằm. Ứng Nhụy, 2 năm nay ở bên cạnh Tam Thiếu, chỉ có mình cô. Tôi hy vọng đến giường nào có ngày anh có thể nói với tôi, Thành Hữu chỉ yêu mình tôi. Hướng Tử là người thẳng thắn, nếu là hắn gạt người khác thì bất kể thế nào cũng không nói ra, đừng nói chi lừa gạt phụ nữ. Mình Thành Hữu đối với Vư Ứng Nhụy là cưng chiều, đầu tiên hắn cũng cho là nhất định có cảm tình. Đàn ông mà, đâu có quy định chỉ được yêu duy nhất một người. Lần ở trong nhà hàng nhìn thấy Minh Thành Hữu ăn cơm với Phó Nhiễm, Minh Thành Hữu còn vì cô ấy mà thiếu chút nữa chạm mặt với bạn thân. Lúc đó, hắn hận không thể đánh cho cậu ta một trận để dừng lại. Nếu nói là cậu ta diễn trò, Hướng Tử thật chỉ lo lắng Thành Hữu sẽ giả mà thành thật. Ứng Nhụy, Tam Thiếu cùng Phó Nhiễm không thể đến với nhau. Ánh mắt hắn nhìn về phía trước. Thành Hữu đã thoát chết một lần, đã vượt qua. Ban đầu Phó Nhiễm rời đi lại là một hành động đã làm cho cậu ấy không thở nổi. Trong mắt chúng ta còn không muốn nhớ tới chuyện này. Tôi xem đối với cậu ấy mà nói, khó thật. Vư Ứng Nhụy rút khăn ướt ra khẽ lau khóe mắt. Tôi còn có thể làm gì? 2 năm cũng đã qua, đằng nào cũng chỉ có thể tiếp tục chờ. Lời nói cổ bất đắc dĩ, Hướng Tử cầm chai nước bên cạnh ghế lái đưa cho cô. Uống chút đi. Cảm ơn. Mình Thành Hữu xuống lầu, thấy bên trong phòng khách bừa bãi, nhíu mày hắn đá một cước làm cái lon văng ra. Mùi thuốc lá lồng nặc hòa lẫn mùi rượu, hắn nhạy bén ngửi được còn có một loại mùi vị khác. Mình Thành Hữu kéo cửa phòng bếp ra, liếc nhìn chén canh để trên bàn bếp. Phía trên cũng là dùng nắp đậy lại, hắn đưa tay thử mở ra, hoàn toàn đã lạnh thấu. Cầm chén canh lên là món canh sở trường của Vư Ứng Nhụy, cũng là bình thường hắn thích uống. Mình Thành Hữu nhìn đến mất hồn, lại đậy nắp lại, hắn xoay người đi lên lầu 2. Vư Ứng Nhụy đứng dưới nhà chào tạm biệt Hướng Tử. Cảm ơn anh, Hướng Tử, đi đường lái xe cẩn thận. Còn khách khí với tôi như vậy. Hướng Tử phất tay. Đi nha. Cô xoay người đi lên nhà, di động trong túi sách đổ chuông, là tiếng chuông cô cài đặt riêng cho Mình Thành Hữu. Tay phải Vư Ứng Nhụy lục trong túi sách, một lúc sau mới tìm được. Alo. Ứng Nhụy. Giọng đàn ông đầy nhẹ nhàng, đơn giản là một tiếng gọi trong nháy mắt lại khiến tâm tình cô đang luống cuống lo lắng hơn nửa ngày bỗng dịu lại. Giọng điệu cô mềm nhũn. Thành Hữu, có chuyện gì sao? Đến nhà chưa? Mình Thành Hữu cầm ly rượu đi về phía ban công, gió đêm như trầm kim nhẹ nhàng ghim vào da thịt. Hắn khẽ uống một hớp nhỏ, chất lỏng màu đỏ nhạt chạy dọc xuống cổ họng. Vư Ứng Nhụy bước chân chậm chậm đi về phía trước. Ừ, Hướng Tử vừa đưa em về nhà. Chuyện ngày hôm nay em cũng đừng để trong lòng, nghỉ ngơi thật tốt đi. Được. Vư Ứng Nhụy quét thẻ bước vào trong nhà. Thành Hữu, trong bếp có nồi canh em nấu sẵn, anh hâm lại rồi uống. Còn nữa, uống ít rượu một chút. Anh biết rõ. Ngón tay mình Thành Hữu khẽ nâng lên, nhìn ly rượu màu đỏ rót vào trong miệng. Anh cúp máy đây. Ừ. Mình Thành Hữu thu hồi tầm mắt ở nơi xa xăm, hắn đưa ly lên khóe môi, cạn sạch một hơi. Không ngoài dự đoán, đội chó săn chết tiệt khó bắt được cơ hội tốt như vậy, lại đúng dịp Vư Ứng Nhụy xuất hiện, tự nhiên muốn đem chuyện này thêm mắm thêm muối một phen. Mình Thành Hữu mở máy tính ra, tự đè màu đen nổi bật. Cô nàng thần bí nửa đêm tới chung cảnh hào đình, Tam Thiếu phong lưu khó khăn chống đỡ hương dịu dàng. Ngón tay Mình Thành Hữu đặt lên 2 đầu chân mày, vô cùng nhức đầu. Tam Thiếu phong lưu, hắn nở nụ cười trào phúng, ngay cả tự đè cũng chẳng có gì mới. Không thể nghi ngờ là ảnh chụp sẽ bị được tăng lên, đúng vào thời điểm Vư Ứng Nhụy vào chung cảnh hào đình.
Nhưng quả thật theo như lời cô ấy nói, ngoại trừ áo khoác nhưng màu đen và khăn quàng cổ chị ấy bên ngoài, đừng nói là gương mặt, ngay cả thân hình cũng khó phân biệt. Phía dưới còn có không ít ảnh người khác, nhưng tại vì lễ hội hóa trang hơn nữa ánh đèn mờ mờ, dường như tất cả đều không thấy rõ mặt. Hiển nhiên, ký giả cũng hiểu đây là mưu kế, về sầu thoát xác của Minh Tam Thiếu. Bài báo đưa tin rất dài, lời văn mập mờ khiến người khác tưởng tượng xa xôi. Di động đặt trên bàn vang lên, tầm mắt Minh Thành Hiếu vẫn nhìn chằm chằm vào máy vi tính. Hắn tiện tay mở ra, là Phó Nhiễm. Tối hôm qua nhận được điện thoại của Vương Ứng Nhụy là tính toán xấu nhất của hắn. Ngón tay Minh Thành Hiếu bấm vào nút nghe máy. Alo, Phó Nhiễm. Rời giường rồi sao? Giọng nói Phó Nhiễm còn ngái ngủ. Có lẽ là chưa tỉnh, ngón tay Minh Thành Hiếu kéo xuống, tìm mấy tin liên tiếp. Cuối cùng cũng không nhìn được bóng dáng của Vương Ứng Nhụy rõ ràng. Từ lúc sớm, Minh Thành Hiếu tắt máy tính, đứng dậy đi tới ban công. Phó Nhiễm. Sao? Khóe miệng Minh Thành Hiếu mím chặt, không chắc Phó Nhiễm có thấy tin tức hay không. Nhưng bên ngoài quá chú ý tới hắn, chỉ sợ không giấu được tới buổi trưa. Hắn chợt cảm thấy nhức đầu, ngón tay thon dài xoa nhẹ ở huyệt thái dương, nhưng vẫn quyết định là không đánh mà khai. Không phải là nói thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiện nghiêm trị sao? Nhưng trong lòng luôn có một chỗ thấp thỏm, dù sao có người phụ nữ đi vào chung cảnh hào đình là thật. Phó Nhiễm, em dậy thay quần áo đi, anh tới đón em. Chương 94, căn phòng thần bí bị khóa lại. Minh Thành Hữu thay xong quần áo đi xuống dưới lầu, thấy người giúp việc đang bận rộn dọn dẹp, hắn nhíu mày, tay đang hút đút vào trong áo khoác. Tam Thiếu muốn đi ra ngoài sao? Ừ. Minh Thành Hữu đi qua phòng khách. Tam Thiếu, những đồ này lên xử lý thế nào? Người giúp việc chỉ vào không ít quần áo trên ghế salon, có vài người tham gia vũ hội hóa trang xong đều vứt quần áo mặc tới ở đây. Nét mặt Minh Thành Hữu tỏ vẻ ghét bỏ. Vứt đi. Vâng. Phó Nhiễm đang đánh răng ở phòng vệ sinh thì nhận được điện thoại của Tần Mộ Mộ gọi tới. Cô ấp úng ở bờ bên kia, nửa ngày sau mới hỏi Phó Nhiễm có xem qua tin tức hôm nay chưa. Phó Nhiễm vừa đánh răng vừa mơ hồ không rõ nói. Không có. Tần Mộ Mộ trầm mặc một hồi lâu, giọng điệu nặng nề. Cậu mở máy tính ra xem đi, cũng có chỉ là lăng xê, không có gì thật. Phó Nhiễm tắt di động, sau đó nhanh chóng rửa mặt. Không kịp lau sạch nước trên mặt, muốn tìm tin tức mà Tần Mộ Mộ nói đến không khó. Phó Nhiễm đưa tay vỗ nhẹ hai bên má, vừa nhìn thấy tin tức về Minh Thành Hữu. Minh Thành Hữu dừng xe trước cửa phó gia, hắn gọi cho Phó Nhiễm, cô cũng không nghe máy. Ngón tay hắn gõ nhẹ từng cái lên tay lái, không nhanh không chậm, lúc nặng lúc nhẹ, trong mắt tình nhanh xuyên qua kính chắn gió nhìn về nơi nào đó. Ngẩng đầu nhìn thấy Phó Nhiễm đã đi tới cửa, cô mở cửa xe ngồi vào. Minh Thành Hữu thu hồi tầm mắt. Còn chưa ăn điểm tâm phải không? Ừ. Phó Nhiễm chỉnh lại đuôi tóc lộn xộn trước ngực. Cô tiện tay vén ra sau tai, động tác tự nhiên, mùi nước hoa sơn chi dịu dịu theo động tác mà tỏa ra. Tay Phó Nhiễm cầm túi sách đặt trên đầu gối, quay đầu qua nói với Minh Thành Hữu. Chuyện gì mà tới đón em gấp như vậy? Minh Thành Hữu khởi động xe, khóe mắt cười nâng lên là đôi mắt đào hoa điển hình. Phó Nhiễm nghe âm nhạc dịu êm bên trong xe. Minh Thành Hữu cầm lấy tay cô. Lòng bàn tay lạnh như băng, Phó Nhiễm nhíu mày. Anh lạnh không? Không lạnh. Môi mỏng của hắn bật ra hai chữ. Nghe tin tức đài FM đi. Phó Nhiễm đưa tay muốn chuyển kênh, Minh Thành Hữu giữ tay cô trong lòng bàn tay lần nữa. Nghe nhạc đi. Những bài hát này là anh mới đổi, em nghe thử đi. Nói không chừng, sợ đài phát hành đưa tin tức tối nay ngày hôm nay. Phó Nhiễm để mặc hắn cầm chặt tay, Minh Thành Hữu không yên lòng lái xe. Ngón tay cái ấn mạnh lên mu bàn tay Phó Nhiễm một cái. Cô ngẩng đầu liếc nhìn gò má của hắn. Đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn quay lại nhìn Phó Nhiễm. Rời giường xong em xem qua tin tức chưa? Phó Nhiễm lắc đầu. Không có, nhận được điện thoại của anh em liền vội vàng rửa mặt. Có tin tức gì quan trọng sao?
Đôi môi Minh Thành Hữu vốn vỏng, mỏng, bĩu môi như vậy càng vô cùng hấp dẫn. Hay là đi ăn điểm tâm trước đã. Đi ngang qua một quán ăn nhỏ, Phó Nhiễm bảo hắn dừng xe. Đừng tới nhà hàng, ăn ở quán này được rồi. Được. Nhưng bởi vì quán nhỏ ở ven đường nên không có chỗ đậu xe, Phó Nhiễm đẩy cửa xe ra nói đi xuống trước xếp hàng, để Minh Thành Hữu tìm chỗ đậu xe. Hắn dừng xe xong đi vào quán, nhìn qua cũng biết là quán bình dân, ra vào đều là người bình thường với mức lương thấp. Phó Nhiễm cầm đũa ở chỗ không xa vẫy vẫy tay hắn. Có vài người còn phải vội vàng đi làm cho nên sốt sáng ăn. Minh Thành Hữu ngồi đối diện cô, là chiếc bàn đơn sơ với băng ghế dài. Phó Nhiễm nghe được người ta gọi số 28. Cô lôi Minh Thành Hữu cùng tới quầy phục vụ. Không phải bọn họ nên mang tới sao? Đâu có nhiều nhân viên như vậy chứ. Phó Nhiễm bưng khay trở về chỗ cũ, gọi cũng không ít món ăn, mì hoành thánh, rau sống, nấm gạo nếp, canh. Đây là qua năm mới nên không có nhiều người đi làm, bình thường mỗi ăn ở đây sợ là còn phải đợi lâu. Phó Nhiễm bưng một chén mì hoành thánh cho Minh Thành Hữu, trong tay cầm chiếc đũa cùng thìa đưa cho hắn. Ăn ở đây cũng có cái hay, mỗi người vội vàng ăn xong đi kiếm tiền, không có mấy người thật sự quan tâm bàn tán chuyện thiên hạ. Phó Nhiễm chăm chú ăn chén mì hoành thánh, Minh Thành Hữu ngước mắt nhìn đỉnh đầu cô. Trong quán ăn hơi ồn ào, hắn hơi nghiêng người sang nói với cô. Anh có chuyện muốn nói với em. Cô cũng không ngẩng đầu lên. Nói đi. Tối hôm qua anh đưa em về, lúc về nhà phóng viên đến đưa tin có người vào nhà anh. Hiện tại đoán không chừng trang đầu các báo đều đã tăng tin tức này. Cuối cùng Phó Nhiễm cũng ngước mặt lên nhìn Minh Thành Hữu. Cô nuốt đồ ăn xuống cổ, thần sắc càng thấy nghiêm nghị. Minh Thành Hữu thấy dáng vẻ này của cô, định buông thìa trong tay xuống, hai tay hắn đặt ở mép bàn. Là ở ngoài cửa nhà anh hay ở trong nhà? Minh Thành Hữu ngẩn ra, nghĩ thầm câu hỏi này liên tưởng đến ý kia. Bên trong nhà. Hai hàng lông mày được cắt tỉa tỉ mỉ của Phó Nhiễm giống như nhíu lại thành một hàng. Sao cô gái kia lại vào trong nhà anh được? Dùng chìa khóa vào. Là mẹ anh sao? Sắc mặt Minh Thành Hữu tối sầm. Không phải. Phó Nhiễm ồ một tiếng rồi lại vùi đầu chăm chú ăn bữa ăn sáng. Minh Thành Hữu chuyển qua ngồi bên cạnh Phó Nhiễm, kéo tay cô nắm trong lòng bàn tay. Tối hôm qua Hướng Tử nói muốn tổ chức lễ hội hóa trang ở trung cảnh Hào Đình. Hắn bận rộn liên lạc với nhiều người nên để cho bạn gái hắn tới bố trí ở trung cảnh Hào Đình trước. So với anh thì truyền thông không quan tâm tới hắn. Vì để ngăn phiền toái không cần thiết, bạn gái hắn che kỹ nhưng vẫn bị theo dõi tới đó. Hôm nay, tựa đề của trang đầu là Tam Thiếu Phong Lưu khó khăn chống đỡ, ôn hương Nguyễn Ngọc. Phó Nhiễm rút khăn giấy trên bàn lau khóe miệng, cô chỉ vào tô hoành thánh bên tay Minh Thành Hữu. Tại sao không ăn? Anh không muốn ăn. Minh Thành Hữu liếc nhìn chăm chú sắc mặt Phó Nhiễm. Em không tin. Mặc dù hắn đã thu xếp ổn thỏa mọi việc chuyện, nhưng tin hay không dù sao vẫn còn trong suy nghĩ của Phó Nhiễm. Nói không chừng, cô cũng cho là việc xấu của hắn chất đầy. Danh hiệu Tam Thiếu Phong Lưu này là không sai. Em tin. Giọng nói Phó Nhiễm bình thản, trong ánh mắt không thấy dao động. Sáng sớm hôm nay em nhận được điện thoại của Mộ Mộ, chuyện anh nói với em đã xem qua tin tức rồi. Minh Thành Hữu nhèo khóe mắt. Thật sự tin tưởng. Ừ, Phó Nhiễm lờ đánh. Em chỉ tin những gì mắt em trông thấy. Có ý gì? Lời nói Minh Thành Hữu do dự. Muốn nghe thật sao? Minh Thành Hữu gật đầu. Phó Nhiễm dừng động tác trong tay, nhìn chăm chú về phía Minh Thành Hữu không hề chớp mắt. Đầu tiên, nếu thật muốn nói anh vui chơi thác loạn, đại khái có thể tìm khách sạn. Ở đó có đủ hết các điều kiện bảo an kín đáo thỏa đáng hơn, tốt hơn so với đưa về nhà chơi. Tiếp theo, thời gian cô gái kia đi vào trung cảnh Hào Đình, anh đang ở cùng em. Tin tức đã đưa cũng có thời gian, em tính đại khái thời gian anh trở về trung cảnh Hào Đình đến đợi người thứ hai đi vào, tổng cộng trước sau tới 40 phút. Minh Thành Hữu nghĩ kỹ lại, đợi Phó Nhiễm nói xong. Cô lấy đũa gắp chiếc bánh bao hấp, liếc thấy Minh Thành Hữu nhìn gò má mình. Phó Nhiễm nói một câu.
không phải rõ ràng lắm sao? Cho nên em tin vậy sao? Nói thật, hắn cũng không nghĩ tới các lý do khác. Phó Nhiễm đem bánh bao hấp trong tay thả vào bên trong chén trước mặt Minh Thành Hữu. Nói cách khác cụ thể hơn, nếu như hai người muốn vụng trộm yêu đương, chỉ có thời gian 40 phút, coi như là cô ấy chuẩn bị kỹ để cho anh. Nói như vậy, anh còn phải tắm, tổng cộng 20 phút luôn đi, còn lại 20 phút. Phó Nhiễm dừng lại đúng lúc, ánh mắt nhìn vẻ băn khoăn trên mặt Minh Thành Hữu. Đúng không? Minh Thành Hữu thổn thức, mới vừa rồi tư tưởng hắn thật sự thuần khiết trong sáng nha, không nghĩ tới người bên cạnh lại đúng là người không thuần khiết. Hắn gối mặt lên cánh tay, từ từ cười đến mức khó có thể kiềm chế, hai vai rung lên dữ dội. Phó Nhiễm cắn chiếc đũa, chân ở dưới bàn đá qua. Cười cái gì? Minh Thành Hữu đưa tay vỗ vỗ đùi Phó Nhiễm, gương mặt tuấn tú đẹp tuyệt ngẩng lên, sóng hiện rõ ràng trong đáy mắt. Thì ra là em còn nhớ rõ năng lực của anh, thật may là đã thử qua, bằng không em thật cho rằng năng lực của anh chỉ có thể làm xong chuyện đó trong 20 phút. Phó Nhiễm không để lại dấu vết đẩy tay hắn ra. Đây là lập luận của em. Da mặt Minh Thành Hữu tương đối dày, cánh tay hắn vòng qua thắt lưng Phó Nhiễm ôm lấy cô. Lúc anh đọc được tin tức, nghĩ là không biết nên nói như thế nào với em, chỉ có thể là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Người khác nhìn anh như thế nào cũng không quan trọng, dù sao tai tiếng của anh cũng nhiều, thêm một lần hay bớt một lần cũng không có khác biệt mấy. Phó Nhiễm nghe giọng điệu của hắn, trong lòng mơ hồ có cảm giác đau lòng. Mỗi lần như vậy, anh không giải thích, mặc cho bọn họ viết gì thì viết. Không phải có câu càng tô càng đen sao? Minh Thành Hữu cảm thấy không sao cả. Từ lúc hắn sinh ra ở Minh Gia, truyền thông đã bắt đầu theo dõi hắn từ lúc trưởng thành tới lúc nắm quyền. Tất cả mọi người đều có thiên hướng nhìn hắn từ mặt trái. Thời gian đầu chưa biết gì, hắn bắt đầu bị nói là có tiềm năng phong lưu. Cho tới sau khi trưởng thành, giới truyền thông vẫn theo sát không nghỉ, hận không thể trực tiếp đem hai chữ đào hoa ghi trên đầu hắn. Về sau, anh cũng không cần cố giải thích với em. Giọng nói Phó Nhiễm mềm mại, nét mặt sinh động diễm lệ. Em có thể tự mình suy nghĩ, phán đoán đúng sai. Cô dừng một chút, lại thay đổi giọng điệu nói tiếp. Chỉ có điều là nên giải thích thì anh phải nói rõ ràng với em, nếu không em sẽ không bỏ qua cho anh. Giọng nói vừa giống như nũng nịu, vừa có chút trách mắng. Minh Thành Hữu thăm dò nhìn vào đáy mắt Phó Nhiễm, ánh mắt cô mang theo vẻ mê mị thu hút, thành khẩn nghiêm túc. Trong cổ họng của hắn khẽ thay đổi, giống như có gai đâm. Minh Thành Hữu cầm chặt tay Phó Nhiễm, che giấu vẻ mặt, đặt tay cô trên đùi. Chuyện không nên nói và nên nói, anh đều sẽ nói cho em biết. Ở chung cùng Phó Nhiễm sẽ không cảm thấy mệt mỏi, mặc dù tính tình cô lãnh đạm nhưng luôn rất lý trí, chẳng sợ phiền não, nhiều lắm cũng chỉ kích động hơn nửa giờ, rất nhiều việc có thể tự mình suy nghĩ thông suốt. Minh Thành Hữu không biết là có nên cảm thấy may mắn hay không. Vốn là gánh nặng trong lòng hắn được giải quyết, nhưng càng nghĩ càng có một sức ép như ngọn núi lớn ép hắn không thở nổi. Hắn nắm tay Phó Nhiễm càng lúc càng chặt, nhưng bất giác lại không nhận ra. Sao vậy? Phó Nhiễm mở miệng hỏi. Minh Thành Hữu âm thầm buông tay. Có muốn ăn gì không? Anh đi mua. Không cần. Anh chưa ăn chút gì cả, ăn không hợp sao? Một tay Minh Thành Hữu cầm tay Phó Nhiễm, một tay cầm thìa lên. Nếu em muốn, về sau chúng ta hãy thường xuyên tới đây. Đồ ăn ở đây không quá đắt, hai người ăn điểm tâm chỉ mất có 30 tệ. Đối với cuộc sống của Phó Nhiễm ở Vưu Gia trước kia mới nói, coi như là một lần xa xỉ nho nhỏ. Nhưng đối với Minh Thành Hữu, ngày ngày hận không được dùng vây cá xúc miệng mà nói, thật sự có chút lòng thành. Phó Nhiễm bị Minh Thành Hữu nắm tay đi xuyên qua đường. Quán nhỏ này buôn bán lại rất tốt, ven đường đậu đầy xe hơi cùng xe bình điện. Phó Nhiễm đi theo bên cạnh Minh Thành Hữu. Xe của anh ở đây thì sao? Phía trước có công viên. Đạp lên nền gạch trắng xen lẫn hồng đi về phía trước, hai người đang xen 10 ngón tay. Phó Nhiễm đeo giày đi tuyết màu nâu sẫm, chiếc quần màu đen như phác họa ra một đôi chân đẹp cân xứng thon dài, nửa người trên là khóa chiếc áo cánh rơi. Hai người đi thật chậm, giống như đang cố ý cho hết thời gian.
Phó Nhiễm tự ăn, tự nhiên cầm cánh tay Minh Thành Hữu. Giờ đi đâu? Đi xem phim đi. Cổng Khước ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Không phải là anh sợ bị người ta vây xung quanh ở rạp chiếu bóng? Trung cảnh Hào Đình có phòng chiếu phim điện ảnh, chúng ta cùng đi mua mấy bộ phim về xem. Cũng được. Phó Nhiễm đút một tay trong túi quần. Lúc này không coi là quá sớm, nhưng bởi vì thỉnh thoảng mới có xe qua lại trên đường, bọn họ rất nhanh đi tới cửa công viên. Xe đâu? Minh Thành Hữu chỉ bên trong. Bên ngoài bãi đậu xe không còn chỗ trống, Minh Thành Hữu đi tới mua vé ở quầy, lúc này mới lái xe ra khỏi đó. Phó Nhiễm ngồi vào ghế phụ. Vé vào cửa bao nhiêu? 100 tệ. Đi vào dừng xe lấy xe chẳng phải là vô ích lãng phí 200 sao? Cô cười thắt dây an toàn. Đây không được tính là đi cứu nước sao? Minh Thành Hữu lái xe đến rạp chiếu phim, điện thoại trong túi quần vang lên. Hắn bảo Phó Nhiễm vào trong đợi hắn trước. Là Hướng Tử gọi tới. Alo, Tam Thiếu, tớ đã nói trước là không tra được. Loại số điện thoại này mua bên ngoài căn bản không phải dùng thẻ chứng minh thư để đăng ký, chỉ biết người sử dụng là dân ở đây. Tớ nghĩ tin này cũng không khác biệt lắm. Câu trả lời cũng không ngoài dự đoán. Ánh mắt Minh Thành Hữu xuyên qua kính chiếu hậu nhìn mình chằm chằm. Đầu hắn gối vào hướng thành ghế, sắc mặt vô hồn. Chỉ có thể khẳng định một điều là... Giọng nói Hướng Tử khác hẳn với kiểu lợ cả lờ phất phơ thường ngày. Đối phương có thể gửi tin nhắn cho Ứng Nhị, như vậy khẳng định là biết chuyện của các cậu. Tớ nghĩ tới nghĩ lui mà không thấy được người nào hoài nghi. Minh Thành Hữu nhíu chặt chân mày không nói lời nào. Có phải là lão đại nhà cậu hay không? Minh Thành Hữu lắc đầu không chút nghĩ ngợi. Nếu như hắn biết, sao còn có thể lừa gạt được Phó Nhiễm chứ? Hắn hoàn toàn không biết chuyện này. Tam Thiếu, có mấy lời tớ vẫn muốn khuyên cậu, nên sớm thu tay lại. Sau này chuyện này mà vỡ lở ra đối với người nào cũng không tốt. Như vậy, đối với Ứng Nhụy càng không công bằng. Hướng Tử, Minh Thành Hữu không nhịn được cắt lỡ dứt lời hắn. Được, 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 tớ cũng chẳng muốn quản chuyện của các cậu. Hướng Tử oán hận nói, dừng một chút lại cất giọng. Tớ nói tớ khuyên cậu như vậy, không phải cậu sẽ hoài nghi là tớ làm ra chứ? Có lúc Hướng Tử om sòm thật khiến người khác nhức đầu. Trời phụ nữ của cậu đi. Mẹ nó, cậu... Giọng nói Hướng Tử giống như lật tung mui xe của Minh Thành Hữu lên. Còn mẹ nó cậu ăn nói thô tục. Mẹ nó. Minh Thành Hữu đem bỏ điện thoại từ bên tai, đúng lúc cắt đứt. Cùng Phó Nhiễm chọn mấy đĩa phim, sau đó trở lại trung cảnh Hào Đình. Nhân viên an ninh tăng cường tuần tra, nhưng lại không hề thấy bóng dáng ký giả đâu nữa. Phó Nhiễm thay xong dép đi vào phòng khách. Bên trong đã quét sạch sẽ, người giúp việc cũng không ở lại đây. Minh Thành Hữu kéo tay Phó Nhiễm lên lầu 3. Cuộc sống bình thường của Phương Minh già thật khiến người khác thổn thức. Có thể mở phòng chiếu phim được chừng 20 người xem, cùng đủ mọi công cụ chiếu phim. Những thứ đồ này, lúc trước Phó Nhiễm sống ở Y Vân Thủ Phủ cũng đã thấy qua. Dường như là tình cảm chân thành của Lý Vận Linh. Phó Nhiễm ngồi ở hàng thứ nhất, chọn toàn đĩa phim hài. Dù sao cũng gần sang năm mới. Sau khi Minh Thành Hữu chuẩn bị xong trở lại ngồi bên cạnh Phó Nhiễm, hoàn toàn là phim hài. Vừa mở màn ra đã có thể khiến người xem ôm bụng cười lăn lộn. Bọn họ giống như đôi khác đi xem phim ở rạp, một lát sau đã ôm hôn nhau. Phó Nhiễm không còn mâu thuẫn nữa, cô thử đáp lại, hai tay vòng qua ôm chặt thắt lưng Minh Thành Hữu. Tới bộ phim thứ hai lại không thú vị, phải nói là bộ phim nghệ thuật. Minh Thành Hữu dựa lên bả vai Phó Nhiễm nhắm mắt dưỡng thần. Từ trước đến giờ, cô xem phim rất chăm chú. Minh Thành Hữu hơi mở mắt, xuyên qua tài Phó Nhiễm nhìn thấy đôi nam nữ trên màn ảnh đang hôn nhau tiếp. Tình cảnh tốt đẹp này sao có thể thành hồi ức? Hắn tới gần, môi mỏng khẽ mở, đầu lưỡi khéo léo quấn lấy vành tai trắng loãn của Phó Nhiễm. Cô bị đánh lén bất ngờ, Minh Thành Hữu thấy làn da trắng trẻo mềm người ở sau tai cô ưng hồng. Phó Nhiễm cuồng quýt muốn đẩy ra, trong nháy mắt cánh tay hắn ôm eo Phó Nhiễm khiến cô không thể động đậy. Minh Thành Hữu làm sao quên được, đây là chỗ nhạy cảm của cô. Hô hấp bên tai ngày càng nặng nề, một ngày hắn giữ ót Phó Nhiễm, khóe miệng dừng lại ở môi cô, muốn xâm nhập.
Minh Thành Hữu kéo cánh tay Phó Nhiễm qua để cô ôm chặt cổ hắn. Đĩa phim này coi như lãng phí. Phó Nhiễm theo Minh Thành Hữu ra khỏi phòng chiếu phim, mặt còn đỏ bừng, đôi môi hơi sưng, trên trán đầy mồ hôi dịn. Nhìn thế nào cũng làm người ta có ý nghĩ kỳ quái. Nếu không phải là đói bụng vì đã qua thời gian ăn cơm, Minh Thành Hữu cũng không chịu để cô đi. Hai người nắm tay nhau chuẩn bị đi ăn cơm trưa. Đúng lúc Phạm Nhàn gọi điện thoại tới bảo Phó Nhiễm đưa Minh Thành Hữu về nhà. Xe mới lái ra cửa chính chung cảnh Hào Đình, không nghĩ tới còn có ký giả chưa từng bỏ ý định đi. Cải trang giả bộ có thể lẫn đi vào không thật không dễ dàng. Camera nhắm ngay vào xe, nữ ký giả giơ micro nên nói. Một tay kia nắm chặt kính chiếu hậu, rất có tinh thần, anh mà lái xe đi là tôi giữ xe lại. Minh Thành Hữu nhức đầu, nhíu chặt chân mày, sắc mặt tái xanh. Phó Nhiễm nhìn, nghĩ thầm nếu mình là những ký giả kia thì sẽ vội vàng nhượng bộ đối phương để giữ được mạng nhỏ quan trọng hơn. Thiên Kim Phó gia, là cô ấy. Camera ngăn đầu xe quay vào Phó Nhiễm đang ngồi ở ghế phụ. Nữ phóng viên bên cạnh nghe nói càng thêm phấn khích, bàn tay gõ cửa sổ xe. Phó tiểu thư, xin hỏi ngày hôm qua người phụ nữ bí mật ra vào chung cảnh Hào Đình là cô sao? Về chuyện mà bên ngoài bàn tán về Tam Thiếu, cô có điều gì có thể làm sáng tỏ cho anh ấy sao? Phó Nhiễm gật đầu, hướng tới Minh Thành Hữu bỏ tay ra. Minh Thành Hữu ngồi ở ghế lái, tình thế lâm vào thế giằng co. Có người bắt đầu chạy tới chụp hình. Minh Thành Hữu bỏ khóa xe, Phó Nhiễm vội vàng kéo cánh tay hắn. Anh đừng kích động. Nhìn anh rất giống đang kích động. Phó Nhiễm liếc nhìn gương mặt tuấn tú của Minh Thành Hữu, từ từ buông tay ra. Hắn đẩy cửa xe đi ra vào ngoài. Làm phiền mấy người tránh ra, không đi theo nữa, quay về đi. Nữ phóng viên giơ micro lên, tới gần Minh Thành Hữu nói. Tam Thiếu, xin hỏi anh cùng Phó Tiểu Thư đã bắt đầu nối lại tình cũ. Lúc trước, lúc anh nghèo túng, cô ấy đã rời đi. Một chút lợi oán hận anh cũng không có sao. Hay còn có ẩn tình gì trong chuyện này, có thể nói cho chúng tôi biết một chút được không? Minh Thành Hữu nghiêng mặt qua một bên, ánh mắt thâm thúy nhìn tới Phó Nhiễm ngồi ở ghế phụ bên trong. Không thể trả lời. Ký giả phát huy tinh thần không đánh chết không buông, cố gắng đuổi theo mới có cơm ăn. Như vậy xin hỏi, bây giờ anh cùng Phó Tiểu Thư là quan hệ gì? Tối hôm qua, người phụ nữ thần bí chính là cô ấy sao? Minh Thành Hữu lấy tay đẩy micro trong tay ký giả của một đài truyền hình ra. Hắn bước vòng qua đầu xe. Phó Nhiễm thấy thế cũng mất bốn bước ra ngoài. Trong lòng cô cũng đoán được, nhân cơ hội này thừa nhận tối hôm qua người đi vào là mình, có thể làm cho tin tức này bớt xôn xao. Nữ phóng viên đứng ở bên cạnh tình ý, nắm cơ hội liền chạy tới chụp ảnh. Minh Thành Hữu không còn bình tĩnh, giận tím mặt. Không phải. Người phụ nữ thần bí kia cũng không phải là Phó Tiểu Thư. Ừ. Phó Nhiễm che giấu thần sắc, khẽ nâng cằm dưới lên, góc độ gương nhẹ, chỉ thấy khóe miệng người đàn ông này kiên quyết. Tối hôm qua là lễ hội hóa trang, người mà mọi người nói tới chỉ là đến trước bố trí mà thôi. Minh Thành Hữu đưa tay cầm tay Phó Nhiễm, đan xen 10 ngón tay lại với nhau, hình ảnh hiện ra ở trước mặt mọi người. Như mọi người đã thấy, tôi và Phó Nhiễm lại bên nhau một lần nữa, nếu không ngoài dự kiến, chúng tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện kết hôn. Phó Nhiễm bị nắm chặt tay ức chế không run lên được. Cô dựa vào bên người Minh Thành Hữu, nguồn nhiệt trong cơ thể người đàn ông xuyên qua lớp vải truyền tới cô. Có người kêu lên, cũng có người vội vàng chụp hình ghi âm trực tiếp. Chúc mừng hai người. Nữ phóng viên còn muốn đào móc sâu hơn. Là nguyên nhân gì thúc đẩy hai người bắt đầu lại lần nữa? Vì thích ở cùng nhau. Minh Thành Hữu trả lời hời hợt. Chúng tôi còn có việc, xin mọi người tránh đường ra. Nếu không tôi sẽ gọi an ninh tới đây nữa. Nói xong, Minh Thành Hữu ôm bả vai Phó Nhiễm đưa cô tới trước cửa xe đã mở sẵn. Hắn ý bảo Phó Nhiễm ngồi sau, sau đó chính mình đi vòng qua xe trở lại chỗ ngồi. Tin tức này vô cùng giật gân, không thể nghi ngờ so với hình chụp tối hôm qua, mơ hồ không thấy được rõ mặt có lại có giá trị hơn rất nhiều. Nữ phóng viên nhìn chiếc xe thể thao màu đen biến mất, hưng phấn nói với đồng nghiệp. Tôi đã nghĩ canh giữ ở đây có lẽ không nghĩ tới có thu hoạch lớn, thật không uổng phí gần sang năm mới tôi còn tự nguyện hít gió lạnh. Phó Nhiễm cài dây an toàn, thu hồi tầm mắt trong kính chiếu hậu.
Bây giờ ồn ào lớn rồi, làm sao anh lại thừa nhận quan hệ của chúng ta rồi hả? Theo tinh thần săn đuổi của họ, sớm hay muộn đều bị phát hiện. Hai chúng ta lại không phải là trẻ con làm chuyện mà không dám nhận. Cái này gọi là thẳng thắn được khoan hồng. Mình Thành Hữu bực bội lái xe, Phó Nhiệm cũng biết là không trước thì sau, nhưng bị vạch trần không hề có sự chuẩn bị như vậy, rốt cuộc trong lòng có chút phản ứng. Nếu bọn họ hỏi anh chuyện tối ngày hôm qua, sao anh không thẳng thắn nói là em? Cơ hội thật tốt có thể chặn miệng của bọn họ. Mình Thành Hữu đập vào tay lái. Như vậy không phải là để em chịu tiếng xấu cho người khác sao? Không thấy tin tức viết rất nhiều từ khó nghe sao? Nếu anh liều mạng bại hoại danh tiếng của em, không phải là cha mẹ em lột anh một lớp da. Phó Nhiễm mỉm cười. Có hiểu biết. Cô cười quay kiếng xe xuống. Giữa trưa ánh mặt trời rất ấm áp, khẽ lướt qua gò má, như bàn tay nhỏ bé mịn màng đầy tràn sức sống của trẻ con. Phó Nhiễm đưa cánh tay đặt lên trên cửa sổ xe, đầu lộ ra ngoài gần một nửa. Mình Thành Hữu kéo cổ trở lại, giọng nói nghiêm nghị, mơ hồ mang theo tức giận. Nguy hiểm, có biết hay không? Cổ sở lỗ mũi, ngoan ngoãn dâng cửa sổ xe lên. Phó Nhiễm cùng Mình Thành Hữu đi tới Phó gia. Phó Tụng Đình đang xem tivi, nhìn thấy Mình Thành Hữu dẫn hắn tới cửa sổ đánh hai ván theo thường lệ. Phó Nhiễm đi tới phòng bếp, thấy má Trần cùng Phạm Nhàn đang bận rộn chuẩn bị cơm trưa. Mẹ, Tiểu Nhiễm về rồi. Phạm Nhàn vẫy cô qua. Mẹ, mẹ làm món ngon gì đây? Cái nấu nướng của Phạm Nhàn rất tuyệt. Má Trần ở bên phụ trách món thịt nguội, Phạm Nhàn cầm muôi, để Phó Nhiễm đứng ở bên cạnh. Ta dạy cho con mấy món đường cơ bản. Phó Nhiễm cũng biết làm món ăn, nhưng nhiều lắm cũng chỉ coi là ăn được, không biết nhiều lắm. Mẹ, sao lại nghĩ tới dạy con làm món ăn? Muốn có trái tim của người đàn ông, trước hết phải chiếm được dạ dày của người đó. Má Trần đem món ăn đã đặt ở bên cạnh, Phạm Nhàn tìm chiếc tạp dề cho Phó Nhiễm mặc, chờ làm xong toàn bộ món ăn. Đồng hồ đã lướt qua 12 giờ. Mình Thành Hữu cùng Phó Tụng Đình vừa lúc hạ hết quân cờ. Phó Tụng Đình lấy rượu trắng ra, Phó Nhiễm thấy Mình Thành Hữu không có ý từ chối. Cha, Thành Hữu phải lái xe, vẫn là uống một chút thôi. Đúng đúng. Phó Tụng Đình chợt giật mình, bảo má Trần chuẩn bị mấy chiếc ly. Coi trí nhớ của ta này, Tiểu Nhiễm của chúng ta đau lòng. Gì chứ? Phó Nhiễm kéo chiếc ghế ra ngồi bên cạnh Mình Thành Hữu, bàn tay cô che khóe miệng. Hôm nay có mấy món ăn là em làm. Vậy anh phải ăn nhiều một chút. Phó Nhiễm cũng không có tâm trí học, toàn bộ món ăn mang lên bàn dường như không phân biệt rõ món nào là cô làm. Nhưng khẩu vị của Mình Thành Hữu cùng món ăn ưa thích nói chung cô có thể còn nhớ rõ. Phó Nhiễm gắp miếng thịt đông lên thả vào trong chén của hắn. Như thế nào? Mình Thành Hữu ăn qua một miếng. Ừ, có phong thái tiểu đầu bếp. Phạm Nhàn cười cởi tạp dề xuống rào má Trần. Không phải là ta khen con gái mình, nếu Tiểu Nhiễm cố gắng hết sức, hôm nay có thể nấu ăn ngon như đầu bếp. Phó Nhiễm vui mừng, lời nói khích lệ luôn là sự thoải mái nhất. Còn cái bánh gạo cay này cũng là em làm. Cô đứng dậy, gắp cho Phó Tụng Đình một miếng. Phạm Nhàn rót rượu cho Phó Tụng Đình, sắc mặt như thường, giọng nói hòa nhã thừa dịp không khí vui vẻ, thuận lõi. Thành Hữu, chuyện giữa cậu và Tiểu Nhiễm, Phó gia chúng ta nhất định là đồng ý. Hai đứa muốn ở cùng nhau tự nhiên cũng hy vọng nhận được lời chúc phúc của người lớn hai bên. Mẹ cậu bên kia... Đúng lúc đó bà dừng lại, Mình Thành Hữu hiểu ý tứ trong lời của bà. Mẹ yên tâm, mẹ con tôn trọng sự lựa chọn của con. Phạm Nhàn gật đầu, thu lại thần sắc không tiếp tục đề tài này nữa. Bà cầm đũa lên gắp cho thức ăn Mình Thành Hữu. Ăn nhiều một chút. Sau giữa trưa, thừa lúc Phạm Nhàn đi vào trong phòng pha trà, Phó Nhiễm cùng đi nhỏ giọng nói. Mẹ, có phải mẹ có chuyện muốn nói với con hay không? Đứa bé này. Phạm Nhàn luôn nói Phó Nhiễm thông minh lanh lợi, quả nhiên có chuyện không gạt được cô. Cũng không phải có chuyện gì lớn, hôm nay ta cùng mấy người bạn đi ra ngoài, gặp phải Lý Vận Linh. Vốn muốn đi qua chào hỏi, nhưng bà ấy nhìn ta thì thần sắc rất khó coi. Ta không đến gần bà ấy nữa, rời đi thẳng. Mẹ lo lắng bà ấy còn canh cánh trong lòng đối với chuyện hai năm trước.
Mẹ! Phó Nhiễm đưa tay nắm chắc bả vai Phạm Nhàn, cằm đặt lên trên vai bà. Có lẽ bà ấy chưa biết đâu, mẹ chớ để ở lòng. Cũng có cả khả năng này. Phạm Nhàn đem ấm trà ngon đã pha đưa cho Phó Nhiễm. Bưng ra đi. Cô bước thật chậm đi về phía phòng khách, theo như lời nói của Phạm Nhàn cũng chính là lo lắng trong lòng Phó Nhiễm. Mặc dù trong miệng Minh Thành Hữu nói không có việc gì, nhưng hai người muốn công khai ở chung một chỗ, Lý Vận Linh này vẫn là cửa ải phải qua. Tin tức cô gái thần bí tiến vào chung cảnh Hào Đình sang ngày thứ hai liền bị bao trùm bởi một tin tức khác ùn ùn kéo đến. Hai nhà Minh Phó có hy vọng kết thân lần nữa, tin tức này đủ bùng nổ rồi. Lúc Phó Tụng Đình bị hỏi chuyện, chỉ trả lời qua loa, chỉ nói đây là chuyện người trẻ tuổi, người lớn không can thiệp nữa. Phó Nhiễm lái xe chuẩn bị đi ra ngoài thì gặp Minh Tranh đã chờ lâu ở ngoài cửa, chỉ sợ đứng ở đây lại có thêm xì căng đan vào thời kỳ cực kỳ nhạy cảm này, Phó Nhiễm mời hắn vào trong nhà. Phó Tụng Đình cùng Phạm Nhàn cũng đi ra ngoài, má trần rót ly trà cho Minh Tranh. Khuỷu tay người đàn ông đặt trên đầu gối, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Phó Nhiễm. Định bắt đầu lần nữa với hắn, phải không? Tôi muốn thử một chút. Phó Nhiễm đem một chiếc gối ôm kề vào sau lưng, hai mắt Minh Tranh hiện lên tia máu. Chiếc cằm thần có dầu mọc lún phún, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi. Phó Nhiễm cẩn thận hỏi. Ca ca, không phải là công ty đang nghỉ đông sao? Làm sao anh lại biến thành như vậy? Mẹ anh nhập viện rồi. Minh Tranh nói tiếng khàn khàn. Phó Nhiễm giật mình, giọng nói không nhịn được run rẩy. Nằm viện, ngã bệnh ư? Có nghiêm trọng không? Cả ngày tâm tình bà không tốt, thầy thuốc nói có khuynh hướng mắc chứng ủ uất. Mấy ngày gần đây, một miếng cơm cũng không ăn, thân thể gầy gò không nói, khỏe mạnh cũng không thành một vấn đề. Minh Tranh cố gắng hời hợt, nhưng giữa hai lông mày tụ lại vẻ lo lắng cùng thần sắc lại tiết lộ âu lo của hắn trong lúc này. Tâm tình của Phó Nhiễm cũng rơi vào trong đáy cốc, Minh Tranh dương mắt nhìn lá trà màu xanh nhạt trong ly. Tiểu Nhiễm, trước khi ông ấy đi có nói với anh là người ông ấy yêu thương mãi mãi là mẹ anh, em cũng đã nghe thấy, không phải sao? Phó Nhiễm cắn chặt môi, gật đầu. Nhưng hiện tại, mẹ anh muốn gặp ông ấy cũng khó như vậy. Bà nói, chết cũng có thể giải thoát, cũng có thể nhìn thấy được ông ấy. Minh Tranh nâng ánh mắt đỏ ngầu nhìn về Phó Nhiễm. Hắn giấu ở đâu, em cũng biết có đúng hay không? Hai tay Phó Nhiễm đặt ở trên đầu gối nắm chặt, về sau lại từ từ buông ra. Ca ca, anh trở về nói với bác gái để cho bác yên tâm. Đợi khi nào thân thể khá hơn một chút, tôi mới có thể nói cho bác biết. Minh Tranh nâng tầm mắt lên vẫn không nhúc nhích, chăm chú về phía Phó Nhiễm, cuối cùng cũng không nói ra điều gì. Phó Nhiễm đưa Minh Tranh ra khỏi phó gia. Bác gái ở bệnh viện nào? Nhị viện. Phó Nhiễm gật đầu, thần sắc hơi thấy lặng nghề. Buổi chiều Minh Thành Hữu tới phó gia đưa Phó Nhiễm đi đến chung cảnh Hào Đình. Ban ngày không cần đi làm nên rất nhàn nhã, Phó Nhiễm đối với chung cảnh Hào Đình không được tính là quen thuộc. Dù sao số lần đã tới cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Minh Thành Hữu để cho cô tùy ý xem, còn mình thì tới phòng ăn pha cà phê. Phó Nhiễm bước 10 bước đi tới lầu 2, cửa phòng của Minh Thành Hữu mở ra. Cô đi vào thăm một lát, sau đó ra ngoài. Mở cửa phòng bên cạnh ra, thấy là thư phòng. Ở biệt thự tốt nhất là điểm này, xây rất nhiều phòng. Bên trong mỗi một cánh cửa đều là một không gian riêng biệt. Minh Thành Hữu ở dưới lầu hô cô. Phó Nhiễm cũng không nghe thấy, cô men theo hành lang, ngón tay lơ đãng lướt qua một cánh cửa. Cầm vào nắm đấm mở cửa, lại là bị khóa. Phó Nhiễm thử lại thật, thật sự là bị khóa. Đây cũng là căn phòng duy nhất bị khóa bên trong biệt thự. Bước chân của Minh Thành Hữu từ xa đến gần, Phó Nhiễm đứng yên tại cửa, xoay mặt nói. Thành Hữu, đây là phòng của người nào, lại bị khóa rồi. Trong đáy mắt Minh Thành Hữu thoáng qua một tia nhìn mất tự nhiên, bước chân hắn nhanh chóng đi tới bên cạnh Phó Nhiễm. Hết chương 94, hết tập 36. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, hẹn gặp lại các bạn vào các tập tiếp theo.